Xin chào các bạn. Hôm nay Thanksbook sẽ chia sẻ đến các bạn về một câu chuyện có lẽ không còn xa lạ với chúng ta ở thời đại 4.0 hiện nay. Đó là câu chuyện bắt nạt qua mạng. Vậy như thế nào là bắt nạt qua mạng? Nó mang lại những hệ lụy như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé! Bắt nạt qua mạng không hề là chuyện nhỏ. Hiện tượng bắt nạt người khác vốn có từ xưa, thế nhưng khi không gian mạng ngày càng mở rộng và công nghệ hiện đại, thì nó càng phát triển mạnh và gây ra nhiều hậu quả không ngờ. Một báo cáo gần đây nhất của Microsoft khiến người ta giật mình khi cho biết hiện nay trong 10 người dùng Internet tại Việt Nam thì có hơn 5 người liên quan đến các hành vi bắt nạt. Hậu quả của việc bị bắt nạt trên Internet có thể dẫn đến tình trạng nạn nhân sống thu mình, giấu giếm, chán nản, gây hấn với người khác, thậm chí là làm tổn thương bản thân. Vậy thế nào là bắt nạt qua mạng? Bắt nạt qua mạng là một vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu được diễn tả bằng thuật ngữ tiếng Anh là cyberbullying, là một hình thức bắt nạt hoặc quấy rối bằng các phương tiện điện tử. Diễn giải chi tiết hơn, bắt nạt qua mạng là khi một cá nhân bị đe dọa, xâm hại, làm nhục hoặc tra tấn tinh thần qua tin nhắn, trang web, mạng xã hội hay các thiết bị điện tử. Bắt nạt qua mạng thường được thể hiện qua những hành vi sau đây. 1. Gửi thông điệp hoặc tin nhắn có nội dung xấu tới email hoặc điện thoại di động của ai đó. 2. Phát tán những tin đồn nhảm có tính chất xúc phạm hoặc đe dọa qua mạng. 3. Lấy trộm thông tin cá nhân, ảnh video riêng tư của ai đó rồi tung ra thông điệp gây hại. 4. Giả danh ai đó trên mạng để làm tổn thương người khác. Điều đáng sợ của hành vi bắt nạt qua mạng so với bắt nạt trực tiếp là trong hầu hết trường hợp nạn nhân bị nhiều người tấn công hơn và không biết ai là người tấn công mình. Trước đây, người ta cho rằng đối tượng bị bắt nạt qua mạng là thanh thiếu niên, nhưng ngày nay thực tế cho thấy người trưởng thành cũng bị bắt nạt qua mạng rất nhiều. Theo khảo sát mới đây của Microsoft ở phạm vi toàn cầu, khi được hỏi về hành vi bắt nạt qua mạng, các đáp viên cho biết hậu quả phổ biến nhất là cảm thấy bị sỉ nhục, theo sau là mất tinh thần và mất tự tin. Các tác động cũng khác nhau giữa các thế hệ. Người được hỏi trong độ tuổi 18 đến 24 thì cảm thấy bị cô lập và trầm cảm do bị bắt nạt, trong khi những người thuộc thế hệ 9X thì làm việc kém hiệu quả hơn. Một trong những trường hợp đau lòng do bắt nạt qua mạng trên thế giới là cái chết của ngôi sao người Nhật Hana Kimura. Hana Kimura là một nữ đô vật Nhật Bản. Ngoài những trận thượng đài ghi dấu tên tuổi, cô còn là một ngôi sao truyền hình thực tế. Khi tham gia vào show Terrace House, cô đã quyết định từ giã cõi đời ở tuổi 22 vào rạng sáng ngày 23 tháng 5 năm 2020 giờ Nhật Bản. Sau những ngày là nạn nhân của sự bắt nạt, tấn công từ cộng đồng mạng, cô phải nhận hàng trăm tin nhắn mắng chửi mỗi ngày. Còn ở Việt Nam, có lẽ mọi người vẫn còn nhớ một trường hợp bi thảm xảy ra cách khoảng vài năm, ngay tại Đồng Nai, là một nữ sinh cấp 2 mới 15 tuổi. Cô bị bạn trai tung clip sex lên mạng. Clip này bị chia sẻ nhanh chóng và nhận được vô vàn lời bình phẩm cay nghiệt, không chịu nổi với miệng lưỡi người đời, trong đó hầu hết là những người chưa từng quen biết cô. Cô bé đã uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh và qua đời sau đó. Mặc dù trên thế giới và Việt Nam đã có những nỗ lực để hạn chế việc bắt nạt qua mạng, nhưng qua khảo sát của Microsoft công bố ngày 14 tháng 9 là tình hình vẫn còn rất đáng ngại. Tại Việt Nam, người dùng mạng, bao gồm người trưởng thành và thanh thiếu niên đã cho biết họ từng có liên quan đến một vụ bắt nạt, cũng có người từng là nạn nhân và số ít còn lại là người đứng ngoài hoặc chứng kiến hành vi bắt nạt hoặc quấy rối. Nghiên cứu của Microsoft cho thấy khi bị bắt nạt hoặc quấy rối trực tuyến, hầu hết mọi người ở Việt Nam đều chặn kẻ bắt nạt hoặc chia sẻ với bạn bè về chuyện đã xảy ra, số còn lại thì phớt lờ. Microsoft khuyến khích mọi người ở mọi lứa tuổi, nếu gặp bất kỳ hành vi đe dọa hoặc quấy rối trực tuyến nào, hãy báo cáo cho nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến có liên quan. Báo cáo của người dùng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho mọi người trải nghiệm trực tuyến an toàn và đáng tin cậy. Microsoft luôn đính kèm đường dẫn để người dùng báo cáo hoặc chia sẻ mối quan tâm trong mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ, hay các biểu mẫu web theo chủ đề cụ thể để người dùng báo cáo nội dung không có sự đồng thuận, nội dung khủng bố và phát ngôn tấn công. Những điều khoản của Facebook để ngăn ngừa bắt nạt qua mạng. Trong các điều khoản Facebook có ghi, chúng tôi không nhân nhượng bất cứ hành vi nào gây nguy hiểm cho mọi người, dù ai đó đang tổ chức hoặc ủng hộ sự bạo lực trong thế giới thực hoặc bắt nạt người khác. Người dùng có thể xem tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook để hiểu loại chia sẻ nào được phép trên Facebook, loại nội dung nào có thể bị báo cáo và bị gỡ. Ví dụ nếu bị ai đó bắt nạt, quấy rối hoặc tấn công trên Facebook, thì những điều bạn có thể làm là
Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình huống, bạn hãy làm như sau. Đầu tiên là hủy kết bạn với người này. Chỉ bạn bè trên Facebook mới liên hệ được với bạn qua tính năng trò chuyện của Facebook hoặc đăng trên dòng thời gian của bạn. Hoặc bạn có thể chặn người này. Hành động này sẽ ngăn người đó thêm bạn làm bạn bè và xem những nội dung bạn chia sẻ trên dòng thời gian. Và có thể báo cáo về người này hoặc bất kỳ nội dung lạm dụng nào họ đăng. Những điều khoản của YouTube để ngăn ngừa bắt nạt qua mạng. Nội dung đe dọa các cá nhân không được phép xuất hiện trên YouTube. YouTube cũng không chấp nhận nội dung dùng lời lẽ xúc phạm có ác ý hoặc trong thời gian dài để nhắm vào một cá nhân dựa trên các đặc điểm riêng biệt, bao gồm đặc điểm cơ thể hay việc người đó thuộc nhóm người được bảo vệ. Nếu bạn phát hiện nội dung vi phạm chính sách này, hãy báo cáo nội dung đó. Nếu phát hiện thấy nhiều video hoặc bình luận mà bạn muốn báo vi phạm, bạn có thể báo cáo kênh vi phạm. Qua video hôm nay Thanksbook chia sẻ, hy vọng sẽ giúp các bạn tránh được những tình huống bị bắt nạt qua mạng không mong muốn. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Thanksbook có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanksbook, sách và phát triển bản thân.